Xin chào các em sinh viên và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài đầu tiên của Office văn phòng. Thì trong bộ Office văn phòng của chúng ta đó là bản 2013. Thì hôm nay chúng ta sẽ ở máy các bạn sẽ thấy là có cái Office 2013 13. Thì chúng ta sẽ mở ra giao diện của nó như sau. Thì với bài thứ nhất chúng ta thấy là chúng ta sẽ làm quen với cái giao diện này. Thì ở đây người ta gọi là giải Rigbon, Rigbon. Đấy. Đây là phần tiêu đề của Word, đây là phần tiêu đề của phần mềm Word. Trong giải Rigbon của chúng ta gồm có menu file. Đấy. Menu file thì gồm có info, new, open, save, save as, print, share, import và đóng lại. Account là tài khoản của phiên bản option. Đó. Chúng ta chú ý ở đây, khi đầu tiên vào làm việc với menu file thì chúng ta thấy là phần info, information thì nó cho chúng ta là tài khoản bảo vệ của phần mềm. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là Cambridge UNESCO gmail.com rồi bảo vệ tài liệu vân vân. Thì cái này chúng ta nhớ là khi mà chúng ta làm xong ta dùng cái này làm bảo vệ. New, mở một tài liệu mới thì bao gồm có tài liệu trắng, nghĩa là blank document. Ở đây là một cái template đã có sẵn. Ở đây cho chúng ta liệt kê ra rất nhiều loại template có sẵn. Các bạn có thể sử dụng template là gì? Là các mẫu cho sẵn, chúng ta có thể áp dụng vào đó. Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy là khi template được tải xuống, chúng ta nhìn thấy đây là bảng template. Đó là một cái file được thiết kế cho trước. Các bạn có thể thay đổi thông tin vân vân để dựa trên cái mẫu này. Thế phần thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng như là đây là brochure, brochure đó là một cái thực đơn của nhà hàng để cung cấp cho chúng ta có thể bán hàng vân vân. Có rất nhiều loại các bạn có thể thích, các bạn có thể lấy ở đây. Đó là phần template bao gồm có business, flyer, rồi ta sẽ thấy là flyer là một cái loại quảng cáo cũng như tờ bướm vân vân. Quảng cáo để chúng ta nhìn thấy mẫu flyer của chúng ta như sau. Có rất nhiều loại như là summer party, rồi dog walker, sport day, đó là mẫu về loại sản phẩm flyer. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều loại khác như là card, visit, education, letter vân vân, rất nhiều loại chúng ta có thể áp dụng vào. Đây là một template cho chúng ta có sẵn. Nó bao gồm rất nhiều các loại định dạng format khác nhau như các đoạn văn vân vân. Chúng ta nhìn đoạn văn đây. Đây chúng ta có thể thay đổi theme cho nó. Ví dụ chúng ta vào design chúng ta sẽ thấy là chúng ta áp dụng ra rất nhiều theme, đúng không? Theme là gì? Theme là cái bề mặt dáng vẻ bên ngoài của một tài liệu. Đấy. Chúng ta thấy là khi chúng ta áp dụng một theme nó sẽ thay đổi tài liệu của chúng ta. Các bạn có thể mở rộng ra thì có gồm rất nhiều theme khác nhau. Theme đấy nha, để các bạn phát hiện ra rằng là theme là cái thuộc tính nó phủ hết cả tài liệu này theo một cái định dạng cho trước, người ta gọi là theme. Rồi bây giờ chúng ta mở một file mới ra. Một file mới ra thì chúng ta chọn một cái tài liệu trắng. Đó, một tài liệu trắng. Tài liệu trắng thì các bạn nhìn thấy là bên phải chúng ta có thanh navigation, đó là cái thanh mà dùng để thao tác nhanh như search tài liệu vân vân. Đấy, trang này chúng ta có thể
thấy là đây là một trang. Đấy. Còn thanh này là thanh Zipon, chúng ta nhớ chú ý nhé. Home là gồm bao gồm những cái format định dạng chữ văn bản, rồi thuộc đầu dòng, rồi bullet. Bullet là gì? Là đánh số, là các dấu đầu dòng vân vân, người ta gọi là bullet. Cái này gọi là indent để chúng ta có thể thêm indent. Còn cái này là phần sắp xếp vân vân. Phần sắp xếp vân vân. Thì hôm nay mình giới thiệu để các bạn thấy ôn lại những cái thuộc tính này. Gồm menu file, file dùng để tìm kiếm từ trong tài liệu. Replace tức là thay thế từ vân vân. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ đặt cho cái trang này có kích thước của một tờ giấy in được ra, thì nó gồm có những kích thước nào. Thì chúng ta chú ý là có menu size. Size thì cho chúng ta chọn. Đấy, ở đây có letter và khổ bức thư để viết thư. A4 là giấy A4. Ngoài ra chúng ta có thể rất nhiều loại giấy khác nhau. Custom size, custom size chúng ta có thể đánh trực tiếp vào đây. Đối với A4 thì người ta có kích thước 21cm và 29.7cm. Đó. Thì ở đây áp dụng cho toàn tài liệu thì chúng ta chọn là Apply Whole Document. Đấy, hoặc là bắt đầu từ trang này thì chúng ta This Point Forward. Đấy, chúng ta chọn ở đây nhé. Sau đó chúng ta Set Default. Set Default thì nó sẽ làm áp dụng cho toàn trang. Ngoài ra chúng ta có thể đặt lề cho chúng. Đấy, ví dụ chúng ta muốn đặt lề cho cái trang này. Thì ở đây chúng ta thấy nhé. Trang giấy của chúng ta gồm có bottom right, bottom là phía lề bên dưới, right là lề bên tay phải, top là trên đỉnh, left là bên trái, gutter là vị trí đáy của nó. Nó gồm chìa ra một để cho người ta có thể là đóng ghim vào giữa hoặc khâu chỉ. Paper thì chúng ta nhìn thấy là paper của chúng ta là A4, giấy A4. Layout ở đây thì chúng ta thấy là gồm với phần section, start section là một đoạn hay là một trang mới. Thì chúng ta có thể là bắt đầu từ gồm có từ continue, new column, new page, new event, vân vân. Thì cái này chúng ta thấy là new page là một trang mới, event là một trang chẵn, old page là một trang lẻ. Chúng ta chú ý nha. Event page là một trang chẵn, old page là một trang lẻ. Đấy. Header là phần header của trang giấy. Footer là phần phía dưới, là phần footer chân trang. Các bạn chú ý đó là chân trang. Trang thì nó là căn chỉnh theo top, center, justify là cân đều, bottom là cân đáy trang. Và chúng ta chú ý cho tôi một lần nữa là pointed là trang đứng, còn landscape. Đấy, landscape ở đây là một trang ngang. Đấy, chúng ta nhìn thấy trang ngang chưa? Ở đây các bạn nhìn thấy có một cái phóng to thu nhỏ để các bạn thấy. Đây là một trang giấy ngang. Các bạn có thể đổi hướng cho nó bằng cách các bạn chọn Portrait. Nó sẽ hướng dọc. Sẽ hướng dọc. Các bạn chú ý nhé. Trên đây là một thanh thước của chúng ta. Thanh thước giống như là thanh thước các bạn hay dùng đấy. Đơn vị là cm. Đo chúng ta đặt ở đây, đặt ở phần option. Đối với phần option thì các bạn chú ý cho tôi là các bạn dùng advanced để là đăng ký cho nó một cái những cái option lựa chọn trong đây. Nó sẽ áp dụng vào. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là có rất nhiều mục để chúng ta chọn. Rất nhiều mục chúng ta chọn. Mục quan trọng nhất là chúng ta sử dụng là show measurement. Measurement units of chúng ta chọn là cm. Ok. Rồi show vertical scroll bar tức là phần trượt ngang. Show horizontal trượt ngang, vertical là trượt dọc, các bạn chú ý nha. Vertical là dọc, horizontal là ngang. Rồi shortcut vân vân, những cái này các bạn có thể lựa chọn thêm vào cho nó.
Celtic Boundary, tức là phần nếu mình chọn chỗ này thì văn bản nó sẽ có một cái khung này nó được show ra để các bạn đánh đến đâu nó sẽ chỉ ra cái phần sâu đó. Ví dụ như là chúng ta đánh như này, đó, chúng ta gõ như này thì nó sẽ show ra từng dòng cho chúng ta, nó bao quanh cái đoạn văn bản, bao quanh chữ. Đó, thì cái này chúng ta bỏ đi, nhìn nó hơi bị rối mắt. Chúng ta chọn Advanced, chúng ta chọn xuống dưới, chúng ta chọn xuống dưới, chúng ta chọn sao bỏ đi. Đó, chúng ta chọn OK. Thế là trang giấy đã được bỏ ra, chúng ta phóng to lên, chúng ta nhìn thấy kích thước của nó. Đó, là kích thước của nó nhá. Rồi đó là phần ta khám phá từng menu một. Menu file thì gồm có save là ghi vào, ghi trang mới và ghi liên tục. Khi mà chúng ta làm thay đổi trang thì chúng ta sẽ ghi. Còn khi mà chúng ta có một trang mới thì nó sẽ hỏi là bạn ghi và save. Hoặc chúng ta chọn save thì nó sẽ đưa chúng ta ra một cái tài liệu với một tên mới từ một cái file đã có. Đó. Chúng ta chọn đây. Đó, chúng ta quay trở về. Rồi OK. Tiếp theo phần menu home. Menu home thì chúng ta chú ý là gồm có bộ phận như là các chức năng như cut, copy, format pane, rồi paste. Đấy. Paste special tức là chúng ta sẽ có nhiều cái cách paste khác nhau từ trong ra. Rồi cái này tôi sẽ nói sau. Phần insert thì gồm có insert như là bìa trang, rồi một trang rỗng, một trang bè, table, picture, outline picture, vân vân. Chỗ này gồm có hyperlink, bookmark là đánh dấu, rồi tham chiếu chéo. Đấy, chúng ta gồm có là word art, quick path, cái chức năng rất hay, tôi sẽ nói trong bài sau. Rồi công thức toán học, symbol, vân vân. Thì đầu tiên bài hôm nay thì chúng ta sẽ làm format cho một đoạn văn. Bây giờ ta sẽ mở ra một cái đoạn văn để ta format. Chúng ta sẽ chọn là open reason document. Reason document là đó là một cái chức năng là mở những tài liệu đã mở gần đây. Còn write one personal đó là ghi lên một đám dữ liệu đám mây. Thì cái này phải là một cái cài một cái máy mà có bản quyền thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một OneDrive Personal. Các bạn chọn đây ví dụ như này nhé. Giờ đây là khoa công nghệ thông tin chẳng hạn. Thì bây giờ cái khoa này nó chưa được format. Nó có thể format một cách chữ rất là nhìn rất là buồn cười đúng không? Vậy chúng ta sẽ thực hiện với việc format nó như thế nào? Đây nhá. Các bạn sẽ format cho tôi một cái bài này bằng cách như sau. Nếu các bạn làm trực tiếp thì các bạn có thể chọn font chữ trên đây luôn, font Times New Roman vân vân. Các bạn chọn như này, rồi các bạn chọn font Times New Roman, đấy nó sẽ ra như này luôn. Các bạn có thể thay màu cho chữ ở nút A này. Các bạn chú ý nha, thay nền cho chữ thì các bạn chọn đây. Đấy, thay nền thì nút này nhá, nền là nền nó chữ nằm trên. Đấy. Rồi thế bây giờ các bạn chọn nó xong rồi, các bạn chọn A xong rồi. Bây giờ tôi muốn format chỗ này chẳng hạn, format thì các bạn bôi đen phần này và các bạn chọn format pane, các bạn nhấp bôi vào đây, nó sẽ giống giống như là format pane là cho format nhanh, tức là dùng cái trên này để áp dụng xuống cái dưới với cái màu này. Đấy. Thì cái này nó chỉ format cho chúng ta về màu sắc của chữ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập làm bằng cách là chúng ta sẽ làm một cái khuôn mẫu chỗ trước. Đấy, còn đoạn này paragraph thì các bạn thấy là cũng là dùng áp dụng cho văn bản, gồm align là justify là căn đều này nhá, left là căn trái, center
là căn phải, giữa right là căn phải, các bạn chú ý cho tôi. Đó. Còn phần dưới này là in the left, left có nghĩa là ở đây cái lề này, đấy, lề đây nhá. Thế thì chúng ta căn 0,5 cm. Chúng ta chọn hanging nhá, chọn hanging và nó sẽ bay từng này, tức là hanging này chúng ta nhìn thấy là đấy, đấy là nó, tôi xin lỗi, chúng ta phải chọn đều đúng không? Rồi chúng ta chọn trên này nhá, chúng ta chọn đây rồi. Chúng ta chọn hanging là xem nó như nào. Ví dụ tôi cho từng này, các bạn nhìn thấy nó thụt vào từng này, tức là hanging là những cái mà nó bị treo lơ lửng đấy. Ở chỗ này các bạn format ví dụ như là left in, các bạn chọn 0,5, các bạn nhìn thấy nó sẽ tụt vào cả cái vùng này là 0,5 cm. Các bạn hoặc các bạn có thể di chuyển bằng tay, di chuyển bằng tay con tab này nhá, đấy là con in đừng, nó xuất hiện như này, các bạn có thể chỉnh bằng tay. Bạn chú ý cho tôi như vậy. Rồi ngoài ra các bạn có thể đổ mực vân vân, thêm vân vân cho nó sẽ có màu như thế nào thì các bạn chọn đây. Rồi chúng ta chọn no color, chúng ta chọn tất cả, chúng ta chọn ở đây, chúng ta chọn không màu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào trong việc là tạo một cái format mới. Đầu tiên tôi chọn tạo là tiêu đề, tôi chọn là heading mới nhé. Ở trong đây có heading rồi, heading của họ là heading đặt theo tiếng Anh, thì chúng ta sẽ chọn như sau. Ta cho Times New Roman hoặc là một font bất kỳ các bạn thích. Sau đó các bạn chọn chữ B, các bạn chọn 14, đó. Các bạn căn giữa, đó. Thì nó sẽ ra như này. Ok, và ra các bạn có thể chọn màu cho nó, ví dụ chọn màu xanh, đấy, chọn màu xanh. Ngoài ra các bạn dùng format ở đây, các bạn có thể chọn font chữ nó cũng giống như này thôi, đấy. Còn đây là như là có gạch ngang ở giữa này, gạch double ngang này, rồi thì các bạn có thể làm như thế. Độ một chữ các bạn muốn ngang thì các bạn như này, nó sẽ có một chữ khoa công nghệ in này, nó sẽ ngang như này khi mà chúng ta áp dụng format vào. Còn small cap là nó sẽ chữ nhỏ một, tất cả chữ hoa nhỏ, tất cả chữ hoa lớn và ẩn đi. Chúng ta chọn những cái này, chúng ta thấy như này, format ok rồi. Ok bây giờ ta format paragraph và các đoạn văn nha. Rồi nó cũng center đây, center đây, do chúng ta chọn center đó. Đó. Cấp, rồi chúng ta chọn cấp ở đây, cấp mấy, outline tức là bên cấp, cấp outline bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời như thế nha, ta nhấp ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy này, nó có một cái phần gạch ngang ở đây, ta cho vào đây lại normal đúng không? Rồi ta xóa đi thì nó sẽ xóa đi cái đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại heading mới, modify, các bạn chọn vào đây. Ta chọn font, font chữ trước đã, font ta không double nữa đúng không, không double nữa này, tất cả chữ hoa này, tất cả chữ hoa nhá, căn giữa ok. Và bây giờ đối với cái này thì tôi không không chọn nó nữa, mà tôi chọn nó là normal. Bây giờ tôi chọn công nghệ thông tin này để áp dụng mới. Ấn hai phát nha, các bạn nhớ chú ý nha, lần đầu tiên mà nó không áp dụng ra ấy, lần thứ hai. Bây giờ ta được khoa công nghệ thông tin rồi, bây giờ ta mới làm việc với cái bảng này. Đấy. Bây giờ các bạn muốn thấy là cái công nghệ thông tin này nó sát phía dưới quá,
thì các bạn có thể vào heading mới mà cái mà ta vừa áp dụng đây, ta modify nó đi, ta sửa. Ta sửa thì ta sẽ chọn là paragraph. Các bạn chọn tôi là inline spacing, tức là khoảng cách giữa bên dưới, ta chọn 1,5 thì nó sẽ cách ra một cái đoạn mà đấy, nó cách ra một đoạn này đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy nó cách ra rồi. Nhưng mà bây giờ trong đây lại còn rất nhiều lựa chọn nữa. Ví dụ như là chúng ta modify paragraph, chúng ta chú ý vào đây nhá. Before là khoảng cách giữa dòng trên với dòng hiện tại, after là khoảng cách giữa dòng hiện tại với đoạn văn dưới. Đấy. Nhưng mà ở đây ta nhấp vào đây rồi thì coi như là chúng ta chọn là 1,5 dòng. Không có thì chúng ta chọn là manifold, rồi chúng ta chọn ở đây là 1.3 chẳng hạn. Đấy, rồi before chúng ta chọn là after chúng ta tăng lên một tí. Đấy, chúng ta có thể cho 2 PT vân vân là 2 điểm. Đấy, point. Rồi indent thì thôi vì đây nó là cho tiêu đề mới. Đấy, thì nó sẽ dịch lên như này. Bạn nhìn thấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cho đoạn văn ở đây. Đoạn văn ở đây. Rồi những cái này cũng như vậy. Bây giờ các bạn muốn cho cái này nó giống ở cái heading, các bạn cần ấn này phát nào nó ra. Nhấp hai lần nhá. Khoa này thì nó không hay lắm. Đấy, chúng ta sẽ sửa cho cái khoa này nó tạo một style mới cho cái là A khoa, B khoa chẳng hạn. Tức là A là khoa làm gì, nghĩa là người ta làm như thế, thì đây là một đoạn văn tôi copy vào thôi. Để chúng ta có thể nói là tiêu đề khoa, tiêu đề 2 chẳng hạn. Các bạn chọn như thế cho mình. Rồi các bạn chọn paragraph. Các bạn cũng để nó như vậy. Bây giờ ta chọn nét. Nét nó sẽ vào đây. Rồi, nhấp vào đây. Ta nhấp mà tiếp theo là chúng ta muốn là ABC, chúng ta chọn numbering. Chúng ta chọn đây ABC, chọn cái này nhá. Còn cái chữ A này là do người ta đánh thôi, người ta gõ tay vào nó không hay lắm. Đây chúng ta chọn ở đây là numbering với nút này. Bạn chú ý là nút này. Ta nhấp OK. Đó. Thì nó cái cũ của người ta là họ đánh bằng tay, còn cái kia là áp dụng trên bàn phím. Đó, chúng ta nhìn thấy A là khoa. Vậy thì B nó ở đâu? B bộ môn. À đúng rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ là tiêu đề 2. Ấn phát nữa. Đấy, bộ môn và nó xóa đi cái phần người ta đã gõ. Đấy, nó đến đây rồi. Đây là đánh bằng tay vào nhá, trên bàn phím, còn đây mới là chính thống của nó. Đấy, này vào. Chúng ta nhìn B bộ môn này. Xem C có, à C không có, chỉ có 2 phần thế thôi. Đấy, và chúng ta đã format được 2 phần này. Bây giờ chúng ta sẽ format đoạn văn. Để format đoạn văn này thì ta lấy tiêu chí là Times New Roman cỡ 13 nha, cỡ 13 và giãn dòng. Sau đó nó sẽ thụt đầu dòng là bao nhiêu. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cho cái dòng này. Rồi được rồi, OK. Bây giờ ta tạo ra một cái mới. Ta tạo là đoạn văn. Đoạn văn. Rồi bây giờ chúng ta cho font chữ. Font chữ chúng ta xem là có ở đây có Arial không? Arial. Chữ không dở, không chân đi. Rồi thôi được rồi, ta để này. Arial hay là Times New Roman thì nó có chân, còn Arial nó không chân, vậy nó sẽ xấu. Ta để Times New Roman nhá. Rồi ta để chọn chữ cỡ chữ là 13. Regular là thông thường, italic là nghiêng, bold là đậm, bold and italic có nghĩa là nghiêng đậm. Đây là màu của chữ là màu đen. Ta nhấp OK. Rồi bây giờ ta nhấp tiếp là ta chọn này. Ở đây chúng ta cho là 1.4. Đó, là giãn dòng, tức là cái độ cách nhau giữa hai dòng liên tiếp này. Đó,
thì nó thưa ra, nó dày quá, mắt người nhìn nó sẽ khó nhìn. Căn chỉnh là rectify, line and break có nghĩa là như sau. Phần phân trang ở đây thì các bạn nhìn thấy là nếu chúng ta chọn keep with next, tức là nếu như mà khi nó đầy ra một trang, nó sang trang kế tiếp, sang trang kế tiếp mà một đoạn một câu chữ nó đang dính liền từ dấu chấm, nó dính liền với câu mà sang bên kia, thì nó sẽ đi cùng với bên kia, tức là nó sẽ nhảy trang này nhảy sang bên trang kia. Đấy, nó không dồn vào một trang mà nó nhảy sang kế tiếp. Đấy, còn keep line together thì là dòng đi cùng với nhau. Còn cái này là break, break before, tức là bẻ dòng trước khi nó đưa sang. Cái này chúng ta sẽ khám phá sau. Thầy nói như thế, mình nói như thế là các bạn đã hiểu rồi. Để cho người ta không để tạo ra một cái dòng lẻ loi ở cuối trang hoặc là vài từ ở cuối trang. Các bạn hiểu chưa? Tức là nó tạo cho chúng ta là keep line together, là nó giữ lại hoặc là đi cùng luôn. Nếu đủ một dòng, một là sang bên kia, hai là ở bên này. Đấy, tức là sang trang tiếp theo đấy, các bạn hiểu như thế để người ta làm cho nó có một cái đoạn văn phong nó không bị cụt lủng, không bị cụt. Tức là ví dụ trong một trang mà hết ý văn mà lại còn một một cái dòng mà nó nằm lơ lửng ở cuối, thế lúc này người ta phải đẩy sang bên kia bằng cách người ta sử dụng là keep line together hoặc là break before, là bẻ nó sang một trang mới. Đấy, còn keep with next tức là nó liền với cái một cái dòng, một cái đoạn văn tiếp theo. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử vào đây nhé. Chúng ta này, chúng ta chọn vào đây rồi, chúng ta chọn ở đây là 1.4, 1.4. Ok rồi, ở chúng ta nhìn thấy nó đoạn văn được như này rồi. Rồi bây giờ ta sẽ áp dụng vào, áp dụng vào nhá. Các bạn nhìn thấy này, rồi đoạn văn ấn hai phát nhá, đây chữ được thưa ra trông rất đẹp chưa. Rồi thế bây giờ số 1 này là do các bạn cái người soạn thảo người ta đánh bằng tay, nó không phải là bullet chính thống, không phải là bullet chính thống. Lúc này các bạn sẽ làm như thế nào? Đấy, các bạn sẽ không được ta để 1 2 như này, nó rất là xấu. Và bây giờ ta vào đoạn văn ta sửa nhé, ta lại modify đoạn văn. Rồi bây giờ các bạn chọn cho tôi cái phần numbering, rồi các bạn sẽ chọn cái kiểu đánh dòng. Đấy, kiểu này, kiểu này là cái kiểu giống ở đây người ta làm, nhưng ta chọn kiểu này đi. Đấy, thì các bạn sẽ thấy xuất hiện là hai số 1. Đây là số 1 gốc, ta xóa nó đi. Đây số 1 2 ta cũng xóa nó đi. Đó, một gốc 1 2 ta xóa đi. Và lúc này ta cho cái con tab này. Đó, ta cho cái số 1 này, số 2 này, nó sẽ cách cái đoạn kia bao nhiêu, ta lại sửa nó vào đây. Ta sửa nhá. Modify. Rồi ta chọn đây là tab. Đấy, chọn tab, tab ta nhìn thấy là tab left, không có gì ở đây, là không 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 có một cái gì nhìn cho nó hay cả. Vậy ta sẽ dùng cái phần indent. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này nhé, ta sẽ chọn và indent ở đây nó nhảy vào là 63. À, bây giờ ta cho cái led này của chúng ta là indent đây là cho vào không đi. Các bạn nhìn thấy là cái phần dưới này chỗ treo treo rồi, treo lơ lửng ở dòng thứ hai, dòng thứ ba này. Đó, trên này cũng hai dòng ba nhé, nó bằng không. Thì chúng ta sẽ xem hiện tượng gì xảy ra, hiện tượng gì xảy ra. Đấy, phần treo này sẽ đi ra ngoài thẳng hàng với số 1. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, nhá. Rồi nếu mà chúng ta kéo cả này về đây thì nó sẽ ra đây. Ta sẽ chọn chọn chúng. Chọn chúng và ta kéo cả về đây. Ta nhìn thấy là lúc này đoạn văn đã được áp dụng rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái sắp tiêu đề với cái số 1 lớn.
số một lớn thì ta sẽ tạo một cái style mới, ta gọi là tiêu đề cấp 2. Tiêu đề cấp 2 chúng ta cũng chọn format cho nó. Đấy. Chúng ta sẽ cho line spacing là 1.4. Rồi đến 1.4 các bạn cho vào đấy thôi nhá. Xong rồi chúng ta sẽ ok. Rồi tiếp theo chúng ta chọn font chữ. Font chữ thì các bạn chọn cho tôi là Tham New Roman. Rồi các bạn chọn tiếp cho tôi là phần màu của chữ. Màu ta cho màu xanh hay màu tím thì đấy tùy các bạn. Cho màu xanh. Rồi ta nhấp ok. Rồi các bạn nhìn thấy ok. Bây giờ ta chọn là ở đây có tiêu đề cấp 2, ta nhấn thêm một nút nữa thì đây nó sẽ có chữ như này. À, bây giờ chúng ta nhìn thấy là font chữ chưa được chỉnh cấp đúng không? À, size của nó chúng ta modify luôn. Ta chọn là cỡ 14 hay cỡ 13 đi, để đều với kia 13. Đấy. 13 như này. Nếu các bạn muốn đậm cho nó thì các bạn sẽ cho nó đậm, còn không ta cứ để nguyên nha. Bây giờ một la mã với lại hai la mã đây giống nhau, vậy chúng ta sẽ làm bullet cho cái này. Ta lại trở về tiêu đề cấp 2 mà ta định dạng cho vùng này. Ta vào tiêu đề cấp 2, ta modify. Đó. Và bây giờ ta sẽ chọn là number, chúng ta chọn là một la mã hai la mã đây. Đó. Chúng ta chọn này. Đó. Rồi chúng ta xóa cái này đi. Chúng ta thấy khoảng cách giữa đây nó và đây nó hơi xa, chúng ta có thể di chuyển cho nó ra ngoài. Đó. Bước tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chọn đây tiêu đề cấp 2, xóa này đi. Rồi thì tổ chức này là tiêu đề cấp 2, ấn 2 lần nhá. Rồi xóa cái gấp đi. Cái này là người ta viết tay. Rồi. Ok. Bây giờ các bạn sẽ áp dụng cái này vào đây. Tất cả cái này chúng ta sẽ áp dụng vào cho cái đoạn văn đoạn văn lớn. Đấy, nhấp. Nhấp cái nữa. Đấy. Và chúng ta sẽ việc của chúng ta phải xóa đi những cái này. Đấy. Dùng backspace, dùng phím backspace chúng ta xóa đi. Đấy, nó phân ra làm các đoạn văn trông rất đẹp đúng không? Từ một cái đoạn văn xấu xí, bây giờ chúng ta lại đấy, xóa đi. Đấy. Đây là đánh bằng tay nhá. Rồi, chúng ta nhìn thấy là phần chữ của chúng ta đã được chỉnh sửa, trông nó được hoàn hảo hơn đúng không? Rồi bên này chúng ta cũng như vậy. Bên này chúng ta sẽ áp dụng nó vào đoạn văn. Đấy, ở đây nó lại 12, 13, vậy chúng ta phải làm thế nào? Thì chúng ta sẽ phải copy một cái style mới riêng. Đấy, giờ chúng ta chọn style mới dựa trên cái đoạn văn đây. À, chúng ta đánh số. Đấy. Chúng ta đánh số là như này. Sau đó chúng ta sẽ define nó. Okay. Chúng ta sẽ phải ngắt nó đi. Ngắt nó đi ở đây thì
chúng ta chọn là new document bay tên viết template. Rồi chúng ta ghi đoạn văn này là đoạn 2, đoạn 2 nhé. Đấy, thì số lúc này nó sẽ số 1 và chúng ta cũng kéo nó ra ngoài bên này. Và chúng ta phải xóa những cái này đi. Đấy, các bạn chú ý là không có, nó lại đánh lại cái, nếu mà ta để cùng style nó sẽ đánh số lại theo cái một nhỏ một lớn thì mất, đúng không? Đấy, bây giờ nó đã một này, và cái này của chúng ta là sub tiêu đề, tiêu đề 2 cấp 2 đấy. Đấy, chúng ta sẽ thấy là công việc chúng ta làm rất đơn giản, đúng không? Đã xong. Đấy. Ở phía dưới này các bạn sẽ áp dụng tương tự, ví dụ như chỗ này, chỗ này thì các bạn lại cũng phải có một cái đoạn văn mới, là đoạn 2 là đoạn văn mới, ta áp dụng đoạn 1 trước. Đoạn 1 trước, nhưng mà nó lại đánh tiếp với cái trên đây 10, 11 này, xong 12, 13, 14, thì bây giờ các bạn lại phải đi, phải tạo ra một cái mới dựa trên cái đoạn văn đã có, đúng không? Dựa trên đoạn văn này. Và bây giờ ta ghi là đoạn 3. Đoạn 3. Based on tiếng Anh chúng ta dịch là dựa trên nhé, dựa trên cái cũ. Nhưng bây giờ là đoạn 3, chúng ta format numbering. Chúng ta chọn này. Ok. Đấy, chúng ta nhấp ok. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đoạn đây. Chúng ta chọn xuống đây. Đoạn 3. Đấy, thì số lúc này của chúng ta là nó sẽ không còn như này nữa. Chúng ta sẽ xóa cái trưởng khoa đi, văn bằng khoa đi. Đấy, để đánh số cho đúng nhá. Không có, nó cứ tiếp tục với cái số cũ thì sẽ rất xấu. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn chỗ này, chúng ta di chuyển. Chúng ta chọn hết, chúng ta di chuyển. Ở phía trên. Tương tự ở dưới này chúng ta chọn hết, đúng không? Đấy, để chúng ta di chuyển. Rồi chỗ này chúng ta thấy đã đều đến số 8, đúng không? 12 và cái này đoạn 3. Đó. Đoạn 3 chúng ta, và chúng ta cũng di chuyển ngón trỏ bằng với bên kia. Đấy, tay của mình cái chuột nó không được trơn lắm. Rồi các bạn có thể di chuyển ở dưới này, trên. Rồi bộ môn này, B bộ môn thì được rồi. Tiếp tục những cái dưới này các bạn làm tiếp. Đấy, các bạn sẽ được một cái format theo đúng yêu cầu, đúng không? Và chỗ này muốn đều bằng như này, chúng ta phải đẩy con trỏ nó lên giống như bên kia. Sau, hoặc là các bạn tất cả áp dụng cái đoạn 1 được, xong ta đổi số, ta dựa ở trên và ta đổi số đi. Thì tất cả các style chúng ta đều phải làm giống nhau. Ở đây người ta cho chúng ta rất nhiều style đã có sẵn, như là nhấn mạnh, như là đá, nghiêng này, nghiêng này, vân vân. Bạn có thể áp dụng nhé. Thì đấy là cách mà chúng ta tạo ra đoạn văn 3. Ta ấn hai lần nhé, ấn hai lần nó sẽ update và ta kéo ra.
đấy là những cái mà tôi muốn dạy cho các bạn để cách chúng ta giãn dòng rồi chỉnh sửa cho nó đúng. Ví dụ số 3 này muốn chỉnh sửa đúng vào đây thì chúng ta chọn số, chọn đến đây chẳng hạn. Rồi các bạn kéo cái con ta kéo đây đây chúng ta phải kéo đúng không? Thì chúng ta nhìn ở trên nhé, đây con này đến đây thì chúng ta phải kéo con này xuống như trên. Kéo phẳng ở trên. Đấy. Đây, chúng ta đã thực hiện xong là cái con số 1 là tab trên, còn số 2 là cái tab chữ là dành cho cái dưới. Rồi, bài hôm nay đến đây là hết. Chúc các bạn học bài này tốt. Thì phần tới tôi sẽ dạy tiếp, trong ngày mai tôi sẽ dạy tiếp các phần khác để cho các bạn có thể thực hành Word một cách thành thạo. Chúc các bạn học giỏi.